đánh chưa qua với lại chị lợi qua em đo chị cao. Thấy chưa? Có kêu mình qua không? Dạ. Mình qua đo chiều cao luôn. Dưới mấy tư mới được. Nè con mấy năm. Tú cao hơn mà. Tú cao. Đấy, vẽ vậy, vậy thôi, nhưng mà đó mình đi lên tới cái tượng nằm là cuối cùng rồi đó. Ừ. Thì mình đi lên cái tượng nằm đi, lên cũng cao không bộ? Không nè, cái cao là cái chỗ này nè, cái điểm tới, này nè, tới cái này thôi nè. Tới ba cái ông đứng là có cái sảnh giống như núi Bà, cũng rộng. Tam nhỏ lắm, sảnh nhỏ. Nhưng mà nó có cái sân, cũng có cái sân. Rồi đi theo cái sân này lòn qua đi lên đây. Giờ không biết nó có sửa lại đường đi dễ không? Dễ. Hồi xưa. Dễ. Ở đây có cái nhà đẹp nè. Rồi dùng hoa, rồi có cây hoa, anh đào gì không nữa. Mình lấy cây nè. Cái này người ta kêu quét cái này để làm gì? Quét cái này hả? Như nè. Nè bà thấy cái hình bản đồ không? Là quét cái này để bà coi bản đồ. Để bà đi lên. Còn cái này nè. Là để lên trang web của nó. Trang web của cái này. Cũng để coi bản đồ hay làm gì á, còn Facebook cũng vậy, lên tham khảo nó. Mấy chỗ này thường không có đông vắng, lâu lâu có người vô. Hai đứa kia đâu cần lại đo, hai đứa kia nhỏ quá trời, dưới mấy tư chắc rồi. Dưới mét mốt là biển vé, mét tư, dưới mét ba là mưa nữa rồi. Mưa nữa. Lớn rồi. Mưa rồi. Rồi sao đi cá ta? Cá đá mà. Rồi 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 rồi. Rồi dẫn chương trình đi. Chào các bạn, mình đang đứng tại núi Tà Cú, chỗ trồng thanh long nhiều quá, không biết là ở đâu. Bạn đang đi đâu bạn? Cái này núi gì bạn? Anh đọc chữ coi. Đó. Đọc chữ này coi con. Cái ốc đọc đi. Đó. Được đặt băng khen, lên mời em lên. Vỏ băng khen. Ủa rồi cái không có vé cầm tay hả? Ngô Yến My. Thẻ tao không được. Thẻ các bạn ngoài My. Để rớt con. Chỉ ngoài. Kéo dây lại nó. Ủa rồi vé đâu? Không có vé hả? Rớt mình giảm được còn có 200 rồi. Con lưới nhỏ à, anh kia không có. Dạ, anh kia chà bá lửa. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy là bốn đứa nhỏ không có tính tiền hả?
120. Thôi, giờ kêu đến đầu người đi rồi đi. Ông dán đi, ông đi dán đi. Dán người qua rồi. Ừ, dán đây nè. Dán ở dưới anh vô. Em bé vô trước đi. Lấy lên lên vô trước con, em bé vô trước con. Đưa vé vô trước cho em bé nè. Vé em bé hả? Đó, đi đến con đó, con đi vô đi, đi con này đi vô đi. Để thắng trả là mấy cái thẻ rồi nha. Chưa có trả thẻ của em á. Mình nói đó, ôm ba cái có ôm luôn. Gì vậy? Tao lại tao ôm. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chưa, từ từ. Sao mà bởi ba đi nha. Tao coi đang có bầu quá. Là nó có lỗi rồi. Có bầu quá. Quay ngược thì quay. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy lấy chuyện thôi, chuẩn bị đi. Rồi chết mẹ đâu đủ. Không đủ rồi. Ủa, xe kia. Ba đi gia đình kia qua đó đi. Xe bên kia. Rồi lên đây một người rồi lớn nữa đi. Rồi qua đây, qua đây. Thôi cho nó ngồi vậy đi, kệ nó ngồi vậy. Nó muốn ngồi vậy mà. Tú lên đây con. Ba sao ngồi? Ngồi à? Này sao hát em lại nè. Lên lên thôi. Dây đây nè. Dây chi? Không cần dây chi đâu. Dịch dịch. Rồi không dịch đây đây rồi ba được dịch không? Không không dịch đây nè. Biết rồi. Còn dịch cho. Ba quay phim đây con dịch đây rồi. Nó dễ chậm hơn khi ăn bánh không? Thì con ngồi lâu rồi không quen, lâu lâu không ngồi, ba ngồi bình thường. Xưa cũng là đi xe đạp hay ngồi sao mà. Tại vì lâu lâu mình ngồi không quen á, sợ mình chóng mặt đó, phải không? Xưa ơi, mấy chị chở xe đạp hay ngồi ngược ngược. Xưa là đậu xe ngoài tủ ngoài đầu đường cái đi ngồi luôn đó. À. Đâu có xe đâu đi đâu. Có khu vui chơi đó. Cái này chắc để kiểu đi tắt một đường mà để tới chỗ đó nhanh. Nãy vé thì cũng mấy chục. Đâu 30. Ngồi miếng chó luôn. À nãy lồng vàng con này. Ừ. Ừ, cắn kìa. À 12 con giáp gì vậy? Ờ đúng rồi 12 con giáp ngựa với dê rồi má. Má rồi. Đúng rồi. Kìa mèo chó rồi quá trời kìa. Mèo rồi mèo đằng kia. Có khỉ rồi. Ngủ chơi. Hết tiền. Xuống rồi con.
cục lỗ nè, cái lò của người ta âm đó đó, cái lò người ta giả cái cục gây á. Em chụp hình không? Đến đây chụp cho. Thank you.